nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Tôi học cách yêu thương người khác tôi, và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười, và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời.